Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Hương Tràm gửi đơn tố cáo những tài khoản mạng xã hội tung tin đồn thất thiệt về cô. Ngày 29 tháng 5, đài VOA tiếng Việt có bài: "Bị đồn sang Mỹ sinh con cho đại gia", ca sĩ Hương Tràm gửi đơn tố cáo. VOA cho biết, ca sĩ Hương Tràm, người bị đồn mang thai, sinh đôi, sang Mỹ sinh con cho đại gia, đã gửi đơn lên công an yêu cầu điều tra, xử lý những trang mạng xã hội tung tin đồn mà cô cho là đã xuyên tạc, vu khống xúc phạm danh dự và nhân phẩm của cô. VOA cũng cho biết, thông tin này đã được chính Hương Trạm thông báo trên trang Facebook Hương Trạm Phạm. Cô cho biết cô đang có những hành động pháp lý theo đúng quy định của pháp luật để chống lại các thông tin giả không đúng sự thật, mang tính chất cáo buộc chủ quan. Tờ Công an Nhân dân đã dẫn lại đơn tố cáo của ca sĩ Hương Trạm gửi cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thủ Đức ngày 23 tháng 5. Trong đó, cô viết rằng các trang mạng xã hội tung tin đồn đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền tự do dân chủ để đưa tin sai sự thật về cô. Bên cạnh đó, theo tuổi trẻ, công an đã tiếp nhận đơn của Hương Tràm và sẽ tiến hành các bước tiếp theo. Đơn tố cáo cũng được ca sĩ này gửi đến Sở Thông tin Truyền thông thành phố. Và đây là hình bài trên VOA. Theo VOA tìm hiểu, trên các trang mạng xã hội như TikTok, Facebook, Youtube, thời gian qua đã lan truyền rất nhiều hình ảnh ca sĩ Hương Tràm cùng với hai đứa bé sinh đôi, được cho là con cô mới sinh bên Mỹ. Thậm chí có trang còn cho đây là con của cô với cựu chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ. Những thông tin này đã thu hút hàng triệu lượt xem và hàng ngàn lượt bình luận. Trang Facebook Hương Tràm Phạm cũng đăng tải tờ giấy biên nhận thụ lý đơn tố giác tội phạm do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thủ Đức tiếp nhận vào ngày 23 tháng 5. Trong nội dung phần tóm tắt có đoạn, các đối tượng đã lợi dụng không gian mạng, lồng ghép một số hình ảnh cá nhân của đồng chí VDH, nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam, có nhiều tiêu đề chứa nội dung phản cảm. Các ký tự sau các chữ VDH đã được che đi. Trong đơn tố cáo cũng có đoạn: "Sự việc trên thu hút lượng người xem theo dõi rất lớn, cùng với đó là hàng ngàn bình luận tiêu cực, bôi nhọ, lăng mạ, xúc phạm tôi cùng người thân trong gia đình của tôi. Đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại với tần suất ngày càng nhiều hơn." Nhiều khách hàng quỷ bỏ hợp tác sử dụng dịch vụ, hình ảnh đại diện thương hiệu với tôi, cũng theo đơn tố cáo. Cô ca sĩ 29 tuổi cho biết cô vô cùng hoang mang, lo lắng vì chúng biến cô thành chủ đề xúc phạm của hàng triệu người. Hương Tràm viết trong đơn và cho biết việc cộng đồng mạng tiếp nhận thông tin sai đã ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, cuộc sống và công việc của cô. Và đây là hình ca sĩ Hương Tràm. Trước đó, ca sĩ Hương Tràm cũng khẳng định với báo chí sau đêm diễn ở Hà Nội ngày 13 tháng 5 rằng nếu có con thì cô sẵn sàng chia sẻ niềm vui đó tới mọi người, chẳng có gì phải giấu giếm. Trong một bài viết trên Facebook ngày 26 tháng 4, cô ca sĩ nói rằng hai em bé sinh đôi mà cô đã chụp ảnh cùng là con của một gia đình khác và cô cũng đã gửi lời xin lỗi đến gia đình này vì vô tình bị lôi vào câu chuyện bôi nhọ sai sự thật. VOA cho biết thêm, cô ca sĩ quê ở Vinh, Nghệ An, nổi lên sau khi đăng quang chương trình truyền hình thực tế giọng hát Việt mùa đầu vào năm 2012. Cô từng được hai lần trao giải thưởng âm nhạc cống hiến ở hạng mục nghệ sĩ mới vào năm 2013 và MV của năm vào năm 2018. Một số bài hát của cô đã trở thành bản hit một thời như Em gái mưa, Ngốc. Giữa lúc sự nghiệp đang phát triển rực rỡ, năm 2019, Hưng Tràm đột ngột thông báo cô tạm dừng ca hát để sang Mỹ du học. Sau đó đã rộ lên những tin đồn rằng cô sang Mỹ để bí mật sinh con. Cũng trên trang Facebook cá nhân, Hương Tràm bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng có đánh giá, chọn lọc trước những thông tin giả chưa được kiểm chứng về đời sống cá nhân của cô. Kèm theo đơn tố cáo là vi bằng ghi lại những bài đăng trên 23 trang mạng cùng tài khoản mạng xã hội bị Hương Tràm nêu tên. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hương Tràm gửi đơn tố cáo những tài khoản mạng xã hội tung tin đồn thất thiệt về cô xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin khủng quảng điện do lỗi thủ tướng. Ngày 28 tháng 5, BBC tiếng Việt bình luận: Việt Nam tiếp tục khủng quảng điện do thủ tướng vội vàng. BBC cho hay, theo các chuyên gia, tăng trưởng kinh tế, sai lầm trong quy hoạch và chiến dịch đốt lò là ba trong số các nguyên nhân gây khó khăn cho ngành điện Việt Nam. Trong đó có đợt thiếu điện kéo dài vào mùa nắng năm 2023. BBC đặt vấn đề, khủng hoảng thiếu điện có lặp lại hay không. BBC dẫn lời ông Phạm Minh Chính nói với các nhà đầu tư nước ngoài, được truyền thông Việt Nam đăng tải vào tháng 3 năm 2024 rằng: "Chúng tôi cam kết không để thiếu điện, tổng nguồn không thiếu" nhưng do điều hành không tốt nên thiếu. Các bạn yên tâm sẽ đủ điện theo hướng tăng trưởng xanh. Và đây là hình bài trên BBC. Tuy nhiên, theo BBC, hai quan chức nước ngoài tham dự buổi gặp mặt với ông Chính nhận định với một hãng thông tấn quốc tế rằng lời ông Chính chỉ mang tính trấn an, chứ không chỉ ra các biện pháp rõ ràng để đạt được cam kết đó. BBC dẫn một bài viết trên Nikkei Asian ngày 25 tháng 5 của tác giả Toru chỉ ra rằng việc liên tục trì quản xây dựng, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tức quy hoạch điện 8, có thể là nguyên nhân sâu xa cho sự thiếu hụt điện của Việt Nam. Nicky cho rằng, sự chậm trễ này có nguồn gốc từ một cam kết vội vàng, mà ông chính đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc vào năm 2021 tại Scotland. Tại hội nghị này, ông chính tuyên bố Việt Nam cam kết đạt mức phát thải rồng bằng không vào năm 2050. Có vẻ như ông Chính đưa ra cam kết như một màn gây chú ý về mặt chính trị mà không tham vấn đầy đủ với EVN hoặc các bộ ngành liên quan, Nicky cho biết. Và đây là hình thủ tướng Phạm Minh Chính. Sau cam kết của ông Chính, Bộ Công Thương và các cơ quan chính phủ khác đã ráo riết sửa đổi toàn bộ kế hoạch. Nhưng đây là một việc không hề dễ dàng khiến quy hoạch điện tám đã phải sửa đi sửa lại nhiều lần, dẫn tới việc xây dựng cơ sở hạ tầng bị đình trệ, trong khi nhu cầu điện năng tiếp tục tăng hơn 10% mỗi năm. Khoảng trống này chính là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tình trạng thiếu điện nghiêm trọng xảy ra tại Việt Nam vào năm ngoái. Bài viết trên Nikki Asian cũng nêu ra ba lý do khả dĩ vì sao ông chính lại đề ra mục tiêu cao như vậy. Thứ nhất, Việt Nam mong muốn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài như một điểm đến thân thiện với môi trường. Thứ hai, Việt Nam tận dụng các khoản đầu tư giảm phát thải carbon để thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch. Thứ ba, quy hoạch điện 8 chỉ diễn ra vài tháng sau khi ông chính nhậm chức thủ tướng. Nikki cho rằng ông mong muốn thể hiện khả năng lãnh đạo của mình trên phương diện kinh tế ở cả trong nước lẫn quốc tế. Nikki chỉ ra đó là lỗi ngụy biện tổng thể khi các quyết định cá nhân được đưa ra lại không phù hợp với tổng thể và đây là hình đường dây cao áp trong lưới điện quốc gia của Việt Nam. Sai lầm này đã tạo ra khoảng trống trong hoạch định chính sách phát triển điện của Việt Nam và cuối cùng đã dẫn đến các đợt cắt điện luân phiên vào năm 2023. Ngoài ra, vẫn theo BBC, công cuộc đốt lò cũng là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho ngành điện lực Việt Nam. Hàng loạt quan chức cấp cao của Bộ Công Thương và EVN đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong khoảng thời gian cuối năm 2023 và đầu năm 2024 để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cuối cùng, BBC cho rằng liên tục mất điện khiến nhà đầu tư nước ngoài ngán ngẩm vì phải chịu ảnh hưởng nặng nề, trong khi Việt Nam được xem là quốc gia có mức độ phụ thuộc vào FDI khá cao. BBC cũng chỉ ra một nghịch lý là dù đặt mục tiêu phát triển năng lượng xanh nhưng thiếu điện khiến Việt Nam lại tăng cường sản xuất điện thang. Việt Nam đã gia tăng gần gấp đôi lượng than nhập khẩu trong năm nay so với cùng kỳ năm 2023 vì mục tiêu không để thiếu điện vào mùa khô. Việt Nam là quốc gia tiêu thụ than đá lớn thứ 10 thế giới. Việc sản lượng nhập khẩu than đá gia tăng như vậy được cho sẽ làm tổn hại đến những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc cắt giảm việc sử dụng năng lượng hóa thạch và nỗ lực giảm ô nhiễm môi trường. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin khủng hoảng điện do lỗi thủ tướng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất và nhanh nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.